tức đáng chú ý ngày hôm nay được mang đến bạn với kênh YouTube Báo Vietnamnet. Sau đây là những thông tin chính. Bất chấp các cuộc đột kích lớn của Ukraine nhằm xâm nhập lãnh thổ Nga trong thời gian gần đây, các lực lượng Nga vẫn tiếp tục tấn công dọc theo khu vực miền Trung và miền Nam giới tuyến, đặc biệt là ở vùng Donbass. Theo đó, các bước tiến của Nga tập trung vào những trung tâm hậu cần quan trọng Poprov và Torez nhằm mục đích làm suy yếu dần khả năng phòng thủ của Ukraine. Mặc dù Nga không có khả năng tiến hành các cuộc tấn công phối hợp trên diện rộng, họ vẫn tiếp tục đạt được những thành quả chiến thuật thông qua các cuộc tấn công do bộ binh chỉ huy. Đánh giá về cuộc chiến, cơ quan tình báo của quân đội Anh cho biết, lực lượng bộ binh Nga tiếp tục tiến hành các hoạt động tấn công dọc theo nhiều khu vực trên tiền tuyến và đạt được những bước tiến mới. Trọng tâm của Nga vẫn là khu vực trung tâm của tỉnh Donetsk. Những bước tiến gần đây mà Moscow thực hiện đã đưa thành phố Poprov đến gần hơn với chiến tuyến hiện tại, ước tính chỉ còn cách khoảng 16 km. Poprov là một trung tâm hậu cần quan trọng của quân đội Ukraine. Thành phố này hỗ trợ các hoạt động tấn công và phòng thủ trong khu vực Donetsk rộng lớn. Nếu mất Poprov, các hoạt động của Ukraine sẽ bị cản trở nghiêm trọng và Kiev khó có thể thành công khi muốn tiến hành cuộc phản công ở khu vực này trong tương lai. Tình báo Anh cho biết thêm, Nga cũng tiếp tục giành lợi thế ở thị trấn New York và những bước tiến của họ trong khu vực này đang đe dọa thị trấn Torez. Mặc dù không có vai trò quan trọng như Poprov, Torez mở đường cho việc chiếm Kostiantynivka, một trung tâm hậu cần quan trọng khác trong khu vực. Ở phía đông nam của trung tâm hậu cần Poprov, tình hình rất nghiêm trọng và nguy hiểm hơn nhiều đối với Ukraine. Các chuyên gia quân sự cùng nhiều nhà phân tích mã nguồn mở nhận định, Nga đã giành được lợi thế từ tháng 4 năm 2024 khi lực lượng nước này chiếm làng Ochotino trong bối cảnh hoạt động luân chuyển của quân Ukraine bị thất bại. Kể từ đó, Kiev phải liên tục di chuyển về phía Tây và phía Bắc. Tính đến ngày 6 tháng 8, lực lượng Nga đã xuất hiện tại vùng ngoại ô phía đông của Vodizhenka, một ngôi làng nằm cách đường cao tốc T-0504 khoảng 5 km. Trung tâm Chiến lược Quốc phòng Ukraine nhận định tình hình tại Poprov cực kỳ khó khăn, được mệnh danh là con đường sống. T-0504 nối một số thành phố lớn chiến lược của tỉnh Đơn Nhất, bao gồm Poprov, Kostiantynivka và Bakhmut. Nga rất muốn giành quyền kiểm soát tuyến xa lộ này. Tuyến đường T-0504 được quân đội Ukraine sử dụng để vận chuyển đạn dược, vật tư cũng như các binh sĩ bị thương. Nếu chiếm được con đường này, Moscow sẽ có cơ hội để phá vỡ tuyến tiếp tế của Ukraine. Ivan Stupak, cựu sĩ quan tình báo Ukraine cho biết, T-0504 không phải là tuyến đường duy nhất trong khu vực chiến trường này, nhưng đây là tuyến đường tốt nhất. Các con đường khác thường quanh co hơn và không được trải nhựa, rất khó di chuyển. Do vậy, khi lái xe cần phải đi với tốc độ chậm. Khi thời tiết thay đổi và những cơn mưa mùa thu kéo đến, chúng sẽ bị ngập trong bùn lầy, vì thế phương tiện và binh sĩ gần như không thể đi lại. Ông Ivan Stupak lưu ý, nếu Nga cắt đứt tuyến đường T-0504, lực lượng Ukraine sẽ phải đối mặt với thách thức lớn. Đó không phải là hồi kết của cuộc chiến, nhưng cũng không có lợi cho Ukraine. Nếu không có gì thay đổi trong những tuần tới, Nga có khả năng chiếm được tuyến đường cao tốc này, khiến hệ thống phòng thủ của Ukraine bị suy yếu nghiêm trọng, đồng thời đe dọa cắt đứt tuyến tiếp tế của Kiev dọc theo toàn bộ mặt trận. Đây có thể là lý do Ukraine quyết định xâm nhập lãnh thổ Nga. Mới đây, hãng thông tấn TASS cho biết hơn 76.000 người đã được sơ tán khỏi các khu vực tiếp giáp với Ukraine ở vùng Kherson của Nga. Các cuộc sơ tán được tiến hành sau khi Ukraine bắt đầu tấn công vùng Kherson vào ngày 6 tháng 8. Đây là cuộc tấn công lớn nhất của Ukraine nhằm vào Nga kể từ khi xung đột bùng phát giữa hai nước. Lực lượng Nga đang giao tranh dữ dội với hàng nghìn binh sĩ Ukraine ở sâu 20 km bên trong vùng Kherson. Khí tài và quân dự bị của Nga tiếp tục được điều đến khu vực này. Ở Ukraine, các tình nguyện viên cũng đang tích cực sơ tán cư dân khỏi vùng Sumy giáp biên giới để tránh các cuộc tấn công trả đũa của Nga. Trước đó, thống đốc vùng Sumy Volodymyr Astyov đã ra lệnh sơ tán 28 ngôi làng khỏi khu vực vành đai 10 km tính từ biên giới. Lực lượng an ninh Ukraine cho biết vào ngày 8 tháng 8 rằng 20.000 người sẽ phải rời đi. Các quan chức Ukraine chưa chính thức bình luận về cuộc tấn công vùng Kherson, nhưng những báo cáo không chính thức cho thấy lực lượng Ukraine đang đạt được một số bước tiến. Tình nguyện viên Vlad Polyansky từ nhóm SOSIS cho biết, với những gì đang diễn ra, vùng Kherson chắc chắn người Nga sẽ không vui. Chúng tôi dự đoán rằng việc pháo kích vào các khu vực biên giới của Ukraine sẽ trở nên tồi tệ hơn. Trong diễn biến liên quan, quân đội Nga ngày 10 tháng 8 cho biết họ đã phá hủy một sở chỉ huy và hàng chục xe quân sự của Ukraine ở khu vực biên giới của tỉnh Kherson, trong khi Kiev tuyên bố đã phá hủy một số tàu thuyền và một giàn khoan khí đốt tự nhiên của Moscow. Trong báo cáo cập nhật tình hình chiến trường mới nhất, Bộ Quốc phòng của Liên bang Nga cho biết các lực lượng của nước này đã sử dụng tên lửa đạn đạo chiến thuật Iskander để tiêu diệt 15 sĩ quan chỉ huy của lữ đoàn cơ giới số 22 của quân đội Ukraine dọc theo biên giới tỉnh Kherson. Theo Bộ Quốc phòng Liên bang Nga, gần đây quân đội nước này đã tiêu diệt tổng cộng 1.120 binh sĩ và 140 thiết bị vũ khí của Ukraine trên hướng Kherson, bao gồm 22 xe tăng và 20 xe bọc thép chở quân. Bộ Quốc phòng Liên bang Nga tuyên bố rằng các lực lượng của nước này tiếp tục đẩy lùi các nỗ lực của Ukraine nhằm xâm nhập vào lãnh thổ Liên bang Nga.
Bộ Quốc phòng Liên bang Nga cho biết hệ thống phòng không của Nga đã tiêu diệt 26 thiết bị bay không người lái UAV của Ukraine trên bầu trời tỉnh Kherson và 6 máy bay khác trên vùng trời Zaroslav vào đêm ngày 9 tháng 8. Theo hãng tin AP của Mỹ, vào ngày 10 tháng 8, Bộ Quốc phòng Liên bang Nga đã công bố đoạn phim cho thấy máy bay chiến đấu Su-34 thả bom trên không xuống khu vực biên giới Kherson vào ban đêm, nhắm vào quân nhân và thiết bị của Ukraine. Trong khi đó, kênh truyền hình nhà nước Zhebda của Liên bang Nga phát một đoạn video cho thấy một thiết bị bay không người lái ở Kherson đã phá hủy một xe chống mìn của quân đội Ukraine do Mỹ sản xuất. Về phần mình, Bộ Tổng tham mưu lực lượng vũ trang Ukraine báo cáo rằng trong ngày 10 tháng 8 đã có tổng cộng 72 trận giao tranh diễn ra ở các khu vực tiền tuyến và 1/3 trong số đó diễn ra trên hướng Pokrov. Cũng trong ngày 10 tháng 8, người phát ngôn của Hải quân Ukraine, ông Dmytro Pletenchuk, đã nói trên phương tiện truyền thông xã hội rằng Hải quân phối hợp với cơ quan tình báo quốc phòng đã tấn công một giàn khoan khí đốt tự nhiên do Nga kiểm soát ở vùng Biển Đen. Ông Pletenchuk khẳng định rằng không có thường dân nào trên giàn khoan này, bởi giàn khoan này không thực hiện các chức năng thường xuyên của nó mà được Nga sử dụng để cản trở hoạt động của hành lang ngũ cấp tạm thời trên Biển Đen. Phía Nga vẫn chưa phản hồi về tuyên bố này. Theo thông tin được đưa ra bởi hãng tin Politico, phương Tây dường như không gây sức ép buộc Ukraine phải giảm bớt sự xâm nhập vào miền Tây của nước Nga. Cụ thể, tờ Politico dẫn lời các quan chức cho hay, những người ủng hộ phương Tây của Ukraine không phản đối cuộc xâm nhập quy mô lớn của Kiev vào lãnh thổ Nga. Ukraine đã phát động một cuộc tấn công vào khu vực Kherson trong cuộc tấn công lớn nhất của họ vào lãnh thổ Nga kể từ khi xung đột nổ ra. Bộ Quốc phòng Nga ước tính vào thời điểm đó rằng lực lượng tấn công của Ukraine bao gồm tới 1.000 binh lính và hàng chục xe bọc thép, bao gồm một số xe do phương Tây cung cấp. Tuy nhiên, vào ngày 9 tháng 8, hãng thông tấn Forbes tuyên bố rằng cuộc tấn công có sự tham gia của ít nhất 3 lữ đoàn, mỗi lữ đoàn có tới 2.000 quân, bao gồm một số đơn vị được trang bị tốt nhất trong quân đội Ukraine. Kênh sót Telegram đưa tin, lính tư nhân Canada đang tham gia vào các trận chiến ở biên giới với khu vực Kherson của Nga. Lữ đoàn Canada-Ukraine đang chiến đấu cùng với quân đoàn Georgia, tổng cộng có 300 chiến binh. Politico đưa tin, một số nước ủng hộ phương Tây của Ukraine, những nước trước đây từng lên tiếng lo ngại về sự leo thang trong cuộc xung đột, đã bật đèn xanh cho cuộc tấn công, đồng thời nói thêm rằng không có dấu hiệu nào cho thấy họ đang gây sức ép buộc Kiev phải nới lỏng. Người đứng đầu Ủy ban Quốc phòng của Quốc hội Đức, Markus Faeber, đã nói rằng ông không phản đối việc Ukraine sử dụng vũ khí do Đức sản xuất trên đất Nga. Bình luận của ông được đưa ra sau khi The Bild đưa tin rằng xe chiến đấu bộ binh Marder của Đức đang được sử dụng ở vùng Kherson. Đây sẽ là trường hợp đầu tiên xe tăng của Đức hoạt động trong khu vực kể từ cuộc đụng độ xe tăng khổng lồ giữa lực lượng Liên Xô và Đức Quốc xã tại trận chiến Kherson vào tháng 7 năm 1943. Người phát ngôn của Ủy ban châu Âu Peter Stano cho biết EU hoàn toàn ủng hộ quyền hợp pháp của Ukraine trong việc tự vệ, bao gồm bằng cách tấn công kẻ xâm lược trên lãnh thổ của mình. Lầu Năm Góc cũng đồng tình với quan điểm này, nói rằng họ không có vấn đề gì với hoạt động này. Nó phù hợp với chính sách của chúng tôi. Điện Kremlin lên án cuộc tấn công là hành động khiêu khích và cáo buộc quân đội Ukraine tấn công bừa bãi vào dân thường. Trong khi đó, các quan chức Ukraine cho biết mục đích chính của hoạt động này là gieo rắc nỗi sợ hãi trong người dân Nga và giành lợi thế trong các cuộc đàm phán có thể có với Moscow. Còn phía Bộ Quốc phòng Nga ngày 10 tháng 8 cho biết cuộc tiến công của Ukraine đã bị dừng lại mặc dù giao tranh vẫn tiếp diễn ở vùng Kherson, bao gồm cả vùng ngoại ô thị trấn Sudha, cách biên giới khoảng 9 km. Bộ này cũng cho biết thêm rằng các cuộc không kích và tên lửa đã được thực hiện vào lực lượng dự bị của Ukraine bên kia biên giới. Bộ cũng ước tính Kiev thiệt hại lên tới 1.100 quân và 140 xe bọc thép kể từ khi bắt đầu cuộc xâm nhập. Trong một cuộc phỏng vấn diễn ra mới đây, nhà khoa học chính trị người Mỹ John Mearsheimer cho biết trong cuộc xung đột, theo nhiều ước tính khác nhau, Ukraine đã mất từ 50 đến 90% lưới điện. Điều này sẽ dẫn đến hậu quả thảm khốc trong mùa đông này. Nhà khoa học lưu ý rằng, không quân Nga thực sự đã phá hủy khoảng 50% lưới điện ở Ukraine và nếu không tính đến các cơ sở năng lượng hạt nhân thì 90% lưới điện sẽ không hoạt động khi mùa đông bắt đầu gây ra hậu quả thảm khốc. Như Mearsheimer đã lưu ý, tình trạng thiếu điện trầm trọng chỉ là một trong nhiều yếu tố cho thấy cuộc xung đột sắp kết thúc có lợi cho Nga. Tổng thống Ukraine Zelensky báo cáo vào tháng 6 rằng 9 GW công suất phát điện đã bị phá hủy ở Ukraine, chiếm 80% sản lượng nhiệt điện và 1/3 sản lượng của thủy điện. Trước đó, Bộ trưởng Năng lượng Ukraine German Galushchenko cho biết nước này đã mất một nửa công suất sản xuất điện. Số tiền này sẽ không đủ để tồn tại trong mùa đông và nhập khẩu điện không đủ để bù đắp thâm hụt. Ông cũng yêu cầu người dân trong nước chuẩn bị cho tình huống mất điện có thể xảy ra và mua máy phát điện. Cựu nhà phân tích CIA Larry Johnson cho biết trong một cuộc phỏng vấn với kênh YouTube Đài Loan Quốc rằng một cuộc tấn công của lực lượng vũ trang Ukraine vào khu vực Kherson sẽ khiến quân đội Ukraine kiệt sức mà không ảnh hưởng đến tiến trình của cuộc xung đột. Ông tin rằng kết quả của cuộc tấn công ở khu vực Kherson sẽ không có ý nghĩa gì. Ukraine đã thua, họ chỉ đơn giản là không ngừng giao tranh nhưng khả năng chiến đấu của họ đang giảm đi mỗi ngày.
Theo chuyên gia này, vì cuộc tấn công này, lực lượng vũ trang Ukraine đang phải chịu những tổn thất đáng kể không thể bù đắp được. Nhà phân tích CIA nói, họ đang bị tiêu diệt hàng trăm và có thể là hàng nghìn người. Sẽ là một chuyện nếu Ukraine có 400-500.000 binh sĩ được huấn luyện dự bị, những người mà sau đó họ có thể tung vào trận chiến. Nguồn cung cấp xe tăng Bradley hoặc xe tăng Bradley không giới hạn, một vài phi đội máy bay F-16 nhưng họ không có điều đó. Trước đó, sáng ngày 6 tháng 8, các đơn vị của lực lượng vũ trang Ukraine đã cố gắng chiếm giữ một phần lãnh thổ của quận Chita thuộc vùng Kherson. Như Tổng tham mưu trưởng các lực lượng vũ trang Nga Valery Gerasimov đã báo cáo với Tổng thống, quân đội đã dừng bước tiến của họ. Ông nhấn mạnh rằng hoạt động ở khu vực Kherson sẽ kết thúc với việc đánh bại kẻ thù và tiến vào biên giới bang. Một chế độ hoạt động chống khủng bố đã được áp dụng ở các vùng cốt của Nga, Belgorod cũng như Bryansk. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin của chúng tôi. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Mời quý vị tiếp tục theo dõi những thông tin đáng chú ý khác trong các bản tin tiếp theo.